bị nhện đen khổng lồ cắn ở Phú Quốc, một người đàn ông nhập viện trong tình trạng đau nhức toàn thân. Chiều ngày 26 tháng 10, bác sĩ Đoàn Thanh Hiển, trưởng phòng khám nội phòng khám SOS Phú Quốc cho biết, các bác sĩ vừa điều trị kịp thời cho người đàn ông bị nhện độc cắn vào ngón tay trỏ bên phải. Con nhện độc có kích thước khổng lồ, đây là sự việc rất hy hữu và đầu tiên ở Phú Quốc. Bệnh nhân là ông HTT, 34 tuổi, ngụ phường Dương Đông, Phú Quốc, đến bệnh viện trong tình trạng đau nhức toàn thân và ngón tay. Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút chiều cùng ngày, ông T đang làm điện nước tại một khu resort thì bất ngờ bị một con nhện cắn vào ngón tay trỏ bàn tay phải, chảy máu. Sau đó, ông cảm thấy hiện tượng bị tê nhức, ông liền lấy keo quấn ngón tay rồi cùng người bạn làm chung bắt con nhện đến ngay bệnh viện để khám. Con nhện có kích thước khá to, sải chân dài đến 13cm, chân có nhiều lông, nhất là hai răng nanh của nhện dài và rất nhọn. Qua kiểm tra, bác sĩ xác định vết cắn ở vị trí đốt ngón trỏ bàn tay phải, phù nề ngón, vết thương chảy máu, toàn thân đau nhức. Ekip bác sĩ tiến hành phong bế vết thương bằng thuốc nidocaine 2 ống, sau đó lấy máu xét nghiệm và cho bệnh nhân uống thuốc giảm đau, chống phù nề, chống dị ứng và truyền dịch giải độc. Kết quả xét nghiệm cho thấy men gan tăng, dấu hiệu nhiễm độc cao, nên ekip bác sĩ xin ý kiến lãnh đạo phòng khám, tiếp tục điều trị và theo dõi. Nếu có bất thường sẽ chuyển lên tuyến trên. Sau 90 phút điều trị và theo dõi, đến chiều cùng ngày, bệnh nhân đã ổn định. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn yêu cầu bệnh nhân ở lại phòng khám để tiếp tục theo dõi. Bác sĩ khuyến cáo người dân có đi làm vườn hay lao động sản xuất nên mang theo đồ bảo hộ, ở khu vực có nhiều rác, đất đá thì nên đi ủng, phát quang bụi rậm, tránh trường hợp bị rắn hoặc nhện độc cắn phải. Khi không may bị nhện độc hoặc rắn cắn, mọi người nên cố gắng bắt được các loài vật mang đến bệnh viện để bác sĩ có hướng điều trị phù hợp. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.